Quý vị, lịch sử chỉ diễn ra một lần, cũng giống như mỗi chúng ta chỉ sống một lần trong đời. Nhưng để có thể hiểu hết chân giá trị lịch sử thì chúng ta cần có thời gian để có thể chiêm nghiệm và thấu hiểu. Cuốn tiểu thuyết Chiến tranh, biên bản Chiến tranh 1-2-3-4-7-5 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh là một trong những minh chứng lịch sử như vậy. Cuốn tiểu thuyết ra đời sau 40 năm thu thập xử lý một khối lượng tư liệu lớn và có giá trị, cũng là 40 năm cuộc đời chiêm nghiệm của chính tác giả. Đúng như tựa đề, cuốn tiểu thuyết viết về những tháng ngày hấp hối của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu trong 4 tháng cuối cùng của chiến tranh, tháng 1, 2, 3 và 4 của năm 1975. Dày gần 500 trang với 19 chương, cuốn sách đã tường thuật chi tiết về toàn bộ quá trình diễn ra sự sụp đổ cùng chân dung của hầu hết tướng lĩnh quân đội Sài Gòn và số phận của những người cầm đầu chính thể Sài Gòn. Từ chiến thắng Phước Long tháng 1 năm 1975 của quân giải phóng tới những giờ phút lịch sử trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại Dinh Độc Lập mà tác giả là phóng viên may mắn được chứng kiến. Cuốn sách được xây dựng kỳ công trên cơ sở chất lọc từ khối lượng tài liệu đồ sộ và quý giá, phần nhiều trong số đó có giá trị nguyên bản mà tác giả có cơ duyên tiếp cận được trong những năm tháng làm phóng viên chiến tranh của Thông tấn xã Việt Nam ở chiến trường miền Nam. Tôi không muốn giả với tất cả những cái tư liệu quý báu đấy mà mình không viết, không tập hợp lại. Đến một ngày mai một đi thì những người khác không có để mà viết thì lịch sử nó có thể một cách nào đấy nó sẽ bị thiếu mất đi một phần mà bố tôi cảm thấy là mình có thể đóng góp và giữ nó được. Và với sự động viên của bạn bè đồng nghiệp, trong đó có nhà thơ Mai Linh, người viết lời cảm nhận về cuốn sách, cuối cùng tác phẩm công phu này của nhà báo Trần Mai Hạnh cũng đã hoàn thành sau nửa đời người ấp ủ. Thưa các bạn, khi lần đầu tiên đọc bản thảo biên bản chiến tranh 1-2-3-4-7-5 của nhà văn Trần Mai Hạnh thì nhà thơ Mai Linh đã có những lời cảm nhận rất hay về cuốn sách này như sau. Cuốn sách này sẽ không có người đọc nếu không hiểu một câu bất hủ của một học giả người Italia: tất cả lịch sử là lịch sử đương đại. Tức là lịch sử cái đã đi qua, song hành với thời đại của chúng ta, là cơm ăn, nước uống, tinh thần thời chúng ta đang sống. Lịch sử theo định nghĩa của một triết gia là một câu chuyện nói chúng ta là ai. Vì thế lịch sử không bao giờ cũ. Và hôm nay để tìm lại lịch sử, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhà thơ Mai Linh thông qua cuốn biên bản chiến tranh 1-2-3-4-7-5 của nhà văn Trần Mai Hạnh. Xin chào ông, đã 40 năm kể từ ngày đất nước thống nhất thì nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh mới cho ra mắt cuốn sách biên bản chiến tranh 1-2-3-4-7-5. Và ông đánh giá như thế nào về giá trị của cuốn sách này ạ? Tôi đọc một mạch cái cuốn sách này trong một đêm. Và tôi là người viết không phải là cái lời bạc đâu mà cái lời cảm nhận bản thảo của Trần Mai Hạnh. Có thể nói được tiếp xúc văn bản này từ đầu tiên. Tôi cho là một trong những cuốn sách chuẩn xác nhất trong những người phút đấy. Cuốn sách này nó đồng thời nó nhắc nhớ chúng ta về lịch sử, nó nhắc nhớ nhân loại rằng là chúng ta cần phải sống hòa bình, bởi vì bao hàm trong chữ nhân loại bao giờ cũng có nhân tính. Và tất cả những cái sử liệu này, những cái tư liệu trong cuốn sách đấy, cũng như tất cả nhà sử gia đều muốn truyền lại cho đời sau một điều rằng chúng ta phải sống hòa bình. Ông nghĩ như thế nào về cái hình thức là nhà văn đã tái hiện cái lịch sử, cái khối lượng thông tin đồ sộ như vậy thông qua hình thức tiểu thuyết ạ? Tiểu thuyết tư liệu hiện nay là trở thành một cái thứ bán chạy. Thực ra những cái cốt truyện hư cấu ấy, thì bây giờ người ta xem xong thì người ta quên ngay. Đúng không? Nhưng mà những cái cuốn sách có tính chất tư liệu đã trở thành bán chạy. Với cuốn sách này, Trần Mai Hạnh đã không truyền tải hết tất cả những tư liệu có trong ông đang sở hữu đâu. Nhưng mà tôi biết là ông viết với một cái dạng thức gần như chính xác. Chính vì thế mà là cách dẫn chuyện ấy, làm cho mình cảm thấy lý thú, hồi hộp và lý thú. Ông dựng lại một bộ mặt chính thể vào những giờ phút cuối cùng của nó một cách rất là sống động, chứ không lại không ở dừng ở dạng tư liệu gạch đầu dòng cái đoạn thế kia, mà nó hay ở chỗ nó là một tác phẩm văn học. Xin cảm ơn ông.